Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 5. 24 tháng 5 là dưới âm lịch là 20 tháng 4 âm lịch. Thì trong vườn nhà mình nó xuất hiện một cái loại nấm bệnh tháng thư, và nó phát tán theo gió, nó lây lan qua mấy cây khác mình, nên mình làm tiếp chia sẻ với các bạn coi về cái bệnh tháng thư của mình. Đây là cái loại bệnh mà nói chung là nó cũng gây hại rất lớn đối với cây mai. Cái cây này mình nó bị tháng thư nè các bạn, tại vì cái thời tiết vào giao mùa giữa nắng và mưa, khi cái nóng rất là lớn, cái nó chuyển qua mưa, độ ẩm cao quá thì dễ sinh ra cái nấm bệnh tháng thư lắm. Tháng thư nó là người ta cũng xếp nó một loại nấm thôi. Nó bào tử nấm, nó bắt đầu là cái nó nhỏ nhỏ, sau đó ăn lan rộng ra từ từ nè. Mấy cái lá này lát nữa mình phải lặt bỏ hết nha. Nó theo cái luồng gió cái nó nhảy qua mấy cây khác nè các bạn, cái này nè. Mấy cây này là mình tỉa chi tàn thấp hết, mình rong nó lại. Thì thời điểm này là mình rong rồi, mình cũng sẽ nuôi cái tàn, đến Tết thì nó cũng kịp ra bông thôi. Mình thúc cho nó sinh trưởng thì nó cũng ra bông được. Nhưng mà bây giờ nó lại sinh ra cái bệnh tháng thư nè. Hổm rồi mình ý y chủ quan, mình không có phun thuốc ngừa trừ tháng thư, nên giờ bây giờ nó lây qua nè. Cây này bị nè, nó theo lần luồng gió nha các bạn, luồng gió. Đó, đây nè. Khi trời mưa nó gió thổi vào tử nấm này, nó bay qua cây này, từ cây này bay qua cây khác nha. Lát nữa mình đặt sạch hết mấy lá này luôn. Cây nào kế cận nó là bị hết rồi. Nói chung là nó cũng ảnh hưởng đến cây mai đó, tại vì cái lá cần để quang hợp mà cái lá giờ nó bị đụng vô là nó rớt cùi xuống luôn các bạn. Mấy cái lá mà mình cắt bỏ dưới mình phải quét, mình gom lại, cái đốt hết nha, tiêu hủy hết cái nấm bệnh tháng thư này. Nó đặc biệt là nó phát sinh vào mùa mưa như thế này nè, đó là nó rớt luôn, đụng vô cái rớt. Rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của cây mai nha. Nó lây từ cây này qua cây khác luôn. Đây, cây nào cũng bị hết. Cũng lỗi của mình, cũng chủ quan không đi xịt thuốc ngừa tháng thư. Hồi sáng này mình thấy thì mình cũng đã xịt một đợt trừ tháng thư rồi. Lát nữa mình sẽ quay cái loại thuốc mà để chuyên trị tháng thư nha. Mình đi coi mấy cây khác trong vườn cũng bị nha. Đây, cây này tháng thư nữa, nó ăn bắt đầu nó ăn ra nè. Thì cũng may là mình phát hiện sớm rồi, mình sẽ tìm cách mình xử lý nó, chứ để không mà nó ăn hết mấy cái lá này luôn. Tháng thư nó ăn trên lá già, chứ lá già không, các bạn thấy là số lá già không, lá trưởng thành đến lá già. Đây các bạn coi tháng thư nè, nó lại nó theo luồng gió nó nhảy qua mấy cây khác. Đây là những cái gốc mai mà mình dâm cái nó sống tới giờ nè. Đây nó nhảy qua mấy cây khác, để gần nhau quá thì nó càng dễ nhảy qua hơn. Cũng may là nó chưa nhảy qua cái hàng mình để bên đây nha. Cái hàng bên đây thì bị, nhưng mà nó chưa nhảy qua hàng bên đây. Bây giờ mình đã xịt thuốc rồi. Rồi mình sẽ giới thiệu các loại thuốc trị tháng thư nha. Rồi trị tháng thư thì có hai hoạt chất chính mà các cũng là hai loại thuốc phổ biến để diệt tháng thư, đó là hoạt chất Robinef nè. Robinef trong cái gói thuốc Antracon ha. Antracon mình đã có giới thiệu trong cái clip về trị các bệnh trên lá của cây mai á. Bệnh tháng thư là một loại bệnh trên lá nha, Robinef. Thì bệnh tháng thư thì chủ yếu là nó, người ta nói là nó chủ yếu là nó hại cái lá nhiều hơn. Nó cũng có hại thân, nhưng mà thân thì nó không bị nhiều bằng cái lá nha. Còn nhất là nó cũng hại trên những cái cây ăn quả đó, những cái trái xoài mà bị đốm đó. Nên là cũng, nhưng mà mình tháng thư nó có gây hại trên nhiều cây lắm. Tiêu, những cây ăn quả, cây có muối rồi đó, chứ không phải là cây mai không nha. Thì nếu mình có hoặc có cái gói này ha, hoạt chất Robinef hoặc là Mancozeb cũng trị được tháng thư nha. Đó. Thì các bạn thấy cái này mình cũng đã làm clip rồi nè. Đây, nó cũng ghi trị tháng thư nè. Đã điều xoài, cà phê nè. Điều xoài ha. Cà phê là bệnh trị sắt tháng thư luôn. Đó. Cái gói Dithane này bạn có thể
phối hợp với các loại thuốc nha, phân bón lá rồi đó, thuốc trừ sâu. Nhưng mà theo mình thấy khi mình chủ trị trị hắn thư thì mình pha một đơn một mình nó thôi mình xịt cho hết cái bệnh hắn thư đi, tại vì cái thuốc mà nó nhiều quá nó dập lên cái lá chịu không nổi đâu. An toàn thì mình cứ pha đơn là được rồi, đừng có pha kép hay pha ba thứ vô chi. Rồi đây, rồi như vậy là rồi cái nguyên nhân của bệnh hắn thư như mình nói thì là nó rồi để trị bệnh hắn thư thì nó gây hại trên lá thì cái bào tử nấm, lý do bào tử nấm là cái thời tiết mưa ẩm thấp nhiều, độ ẩm cao thì nó sinh ra cái bào tử nấm này nè. Còn về mình phun trị thì hai loại thuốc hồi nãy mình đã giới thiệu xong, thì còn mình lặt hết các lá bị hắn thư nha, mình gom lại mình đốt ha. Rồi tiếp theo là mình phải cái lý do chính của cây dễ bị bệnh hắn thư hơn là trong cái phân bón nó thiếu kali. Cái kali là ngoại trừ nó tác dụng là nó giúp cây ra bông, cây mai ra bông á, nó còn giúp cho cái cây chống chịu với lại cái thời tiết và các loại bệnh khắc nghiệt, thời tiết khắc nghiệt và các loại bệnh nha, kali á. Nên mình khi mình bón NPK đó, mình cũng phải lưu ý là mình cũng phải có một cái lượng phân hóa học trong đó, nó có NPK, có kali trong đó để giúp cho cái cây nó chống chịu lại các loại bệnh nha, không phải hắn thư không mà những bệnh khác nữa. Kali nó sẽ giúp cây nó chống chịu lại bệnh đó. Rồi biện pháp tiếp theo nữa là mình sẽ cải tạo đất bằng một số cái loại phân bón mà có axit humic. Axit humic để nó sẽ giúp cái, thật ra cái chữ axit humic là chuyên để cải tạo đất đó, tăng độ phì nhiêu màu mỡ cho đất đó. Axit humic rất tốt nha. Thì trên thị trường có rất nhiều nha, nhưng mà trên tay mình thì chỉ có hai loại thôi. Trên thị trường các bạn biết axit humic có rất nhiều là sản phẩm nha. Ví dụ mình có Root 2 nè. Root 2 là tăng cường hệ rễ, nó giải độc, hạ phèn cho đất nè, thì có axit humic trong đây nè, hữu cơ và amino acid ha. Đây. Hoặc là cứ gói này mình cũng có, đây là axit humic của Hợp Trí nha. Đây. Thì các bạn thấy là axit humic tới 70% lận ha, 70% axit humic ở đây lận nè. Đó. Nó chuyên gia để cải tạo đất đó nha, tốt đất thì đương nhiên tốt cây rồi. Thì nó sẽ đem lại những kinh tế tốt. 70% axit humic nè các bạn ha. Thì các loại phân thuốc mình nói thì các bạn mua ở Bảo Vệ Thực Vật rồi cửa hàng phân bón qua cảnh nào đó, còn không thì các bạn lên mạng mua nha, thương mại điện tử bây giờ á, Lazada, Tiki hay Sạc Đỏ gì đó các bạn đều có thể đặt mua được nha. Rồi thì clip của mình nói về bệnh hắn thư trên cây mai thì tới đây ngưng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip khác. Thân chào các bạn.